không tồn tại vô thường biến hóa, thì tất cả nghiệp lực hành vi của chúng sanh đều không cách gì biến thành quả báo. Cho nên do nhân biến thành quả, tức là một thứ biến hóa. Ác nhân của quá khứ đương thể, tức là không tánh, cho nên thông qua cái thiện duyên sau này cũng có thể chuyển biến thành thiện quả. Tỷ như có người quá khứ tạo tác nghiệp nhân địa ngục cực trọng, tuy nhiên sau này có thể tỉnh giác, hết lòng sám hối lỗi lầm trước, lại còn gặp được pháp môn niệm Phật, có thể triệt để nhìn thấu buông xuống, thâm tín thiết nguyện, nhất tâm niệm Phật cầu nguyện vãng sanh. Cách vãng sanh này dưới sức mạnh của chánh nhân, cái nghiệp nhân địa ngục dĩ vãng đã tạo sẽ hiện ra bất lực. Cái nghiệp nhân địa ngục trước kia nhận lấy sự tịnh hóa chuyển biến của niệm Phật chánh nhân, sau này vì vậy nên sẽ chẳng thọ lãnh tội báo của địa ngục mà là vãng sanh cực lạc thế giới. Một đời chứng được bất thối thành Phật sẽ chẳng vì sau khi niệm Phật vãng sanh vẫn phải mang theo nghiệp nhân địa ngục của quá khứ, trở lại địa ngục thọ quả báo, bởi vì tội tánh cũng không do tâm tạo, tâm nhược nghiệp thời tội diệt vong. Cách giải đáp này có chính xác không? Xin nhờ lão pháp sư từ bi chỉ bảo. Cách giải đáp này giống như vậy mà chẳng phải vậy. Đích thật anh đã nói một tràng đại đạo lý. Đại đạo lý này khiến cho những người chưa thâm nhập kinh giáo nghe được, họ cho rằng rất có đạo lý. Anh nói đó không sai. Kỳ thật sự thật không phải như vậy. Tại vì sao? Tâm nhược vong thời tội diệt vong, hạng người nào có thể đem tâm vong mất? Thèn chốt là ở chỗ này. Bài kệ nói đó không sai, trên lý nói thì không sai, trên sự thì không làm nổi. Y theo kinh giáo đại thừa mà nói, tâm nhược vong thời tội diệt vong, cái mức độ thấp nhất là viên giáo Bát Địa Bồ Tát. Ai có khả năng đến được cảnh giới này? Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu giải chân tướng sự thật của trong thập pháp giới. Phật ở trong thập pháp giới đều không làm nổi. Quý vị nên biết, từ thập pháp giới lục đạo trở lên, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật, Phật của trong thập pháp giới, tức là phải thiên thai chỗ gọi là Tạng Giáo Phật, Thông Giáo Phật, là Phật trong thập pháp giới. Trong hiền hữu giáo chỗ gọi là Phật của tiểu giáo, Phật của thị giáo, đây là thuộc về Phật của thập pháp giới. Tâm của họ chưa vong mất, tội của họ vẫn còn. Trên lý để giảng thì chẳng có vấn đề. Sợ những gì? Sợ hạng người thông thường nghe rồi sinh ra hiểu lầm. Chư Phật Bồ Tát cùng tất cả chúng sanh cảm ứng đạo giao thể hiện trong thập pháp giới, vậy chúng ta phải hỏi họ có tâm hay không? Họ có tâm. Đã là có tâm thì nghiệp báo của họ không còn mất. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật có cái nghiệp báo phải ăn 3 tháng mã mạch. Vua Lưu Ly Vương diệt Thích Ca Chủng, Thích Ca Mâu Ni Phật bị đau đầu hết mấy ngày. Phật Thích Ca là từ kiếp lâu xa đã thành Phật rồi. Đương nhiên người thường bảo đây là thị hiện. Ngài bằng gì mới có thể thị hiện?
Ngài có nghiệp nhân, nếu Ngài chẳng có nghiệp nhân thì Ngài không thể thể hiện rồi. Cho nên nhà Phật nói duyên sanh, nhân gặp được duyên thì quả báo hiện tiền. Cái nhân đơn độc không thể kết quả được, cái duyên đơn độc cũng không thể kết quả, nhất định phải nhân và duyên hợp tại một nơi thì quả báo mới hiện tiền. Cho nên nhân không diệt, thành Phật cũng không diệt. Thành Phật nếu như nhân diệt mất rồi thì Phật chẳng có cách gì đến thập pháp giới để thể hiện. Giờ đây có thể biết nhân chẳng phải là việc xấu. Chúng ta là người chưa minh tâm kiến tánh, ác nhân nếu gặp phải ác duyên thì biến hiện ra tam ác đạo, thì anh phải đi thọ khổ thọ báo. Người minh tâm kiến tánh họ cũng có ác nhân, chính vì có cái ác nhân này, ác đạo chúng sanh có cảm thì duyên khởi vậy. Cái ác nhân của họ thì có thể hiện thân của ác đạo, đến trong ác đạo chẳng phải đi thọ khổ là đi độ hóa chúng sanh. Cho nên cái duyên ác đó được họ dùng một cách chính đáng, đây mới là chân tướng sự thật. Cho nên bồ đề và phiền não là một sự việc, khi giác ngộ rồi chuyển phiền não thành bồ đề, khi mê hoặc rồi chuyển bồ đề thành phiền não. Cho nên Phật pháp nhất định phải có sự lý giải chính xác, phải giải được thấu, muôn ngàn xin chớ dắt dẫn sai lầm chúng sanh. Đáng sợ nhất là việc này, dẫn lầm đường chúng sanh, thì đây là một lỗi lầm rất lớn. Cái ảnh hưởng dẫn lầm đường, nếu như mặt ảnh hưởng rất lớn, người bị ảnh hưởng rất nhiều, thời gian ảnh hưởng rất lâu dài, thì tội này nặng đấy. Tại sao cổ đức nói viết sai một chữ chuyển ngữ đã làm thân chồng 500 đời? Vì mặt ảnh hưởng của nó quá lớn, thời gian ảnh hưởng của nó quá dài, người đó phải nhận lấy quả báo này. Đối với thế xuất thế gian pháp, người xưa chỉ dạy cho chúng ta một quan niệm chính xác, đó tức là tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri. Tôi đối với vấn đề này không thật sự nắm vững thì tôi không buông lời quyết đoán. Điều này chẳng phải lỗi, bởi vì chính chúng ta chẳng phải thánh nhân, chẳng phải cái chi cũng biết cả. Việc chúng ta không biết thì quá nhiều quá nhiều. Anh đến hỏi tôi, thật tại tôi cũng chẳng hiểu rõ, không thể giải đáp cho anh. Đây chẳng phải là lỗi, đây là thái độ tu học chính xác. Sợ nhất là không biết mà cố làm ra biết, háo thể diện, vẫn phải nói ra một tràng đạo lý khiến người ta nghe để làm người ta phục. Đây là háo cường, háo thắng. Chúng ta sở dĩ tạo nghiệp đều là từ chỗ này tạo nên. Nếu có thể kiềm tốn, có thể trì hạ được thì sẽ chẳng tạo nghiệp. Cho nên vấn đề này cùng giả hồ thiền rất tương tự, cần phải giải thích rõ ràng. Phật pháp cũng là nhân duyên sanh. Chỗ mà anh đã nói đến đó, đây là cảnh giới cứu cánh tối cao của Phật pháp nói đến. Thật tại mà nói là cảnh giới trên quả địa của Như Lai.
hoàn toàn trở về với tự tánh. Đích thật tội phước đều là tánh không. Có độ chúng sanh hay không? Không độ chúng sanh. Tại sao vậy? Nếu anh độ chúng sanh thì anh phải hiện ra tướng. Anh hiện tướng thì lại rơi vào trong thập pháp giới rồi. Nói một cách khác, anh lại phải dụng tâm nữa. Đã là dụng tâm thì cái nghiệp nhân này vẫn còn tồn tại. Nghiệp nhân tồn tại thì sự việc ra sao? Đó là Đại sư Bá Trượng nói rất hay: bất mũi nhân quả, không làm nhân quả. Điều này khác với phàm phu, tức là họ thọ báo, họ rất rõ ràng nguyên nhân gì thọ báo này. Thọ rất cam tâm, thọ rất tình nguyện, thì món nợ này xóa sổ dứt hết. Tuyệt đối không phải nói sau khi thành Phật rồi thì không còn nhân quả nữa. Sau khi đã thành Phật, nếu không độ hóa chúng sanh, không đến thập pháp giới nữa thì không có nhân quả. Nếu như thường nguyện tái lai thì cái quả báo ấy vẫn phải thọ. Đây đều là chân tướng sự thật. Phật hiển thị cái chân tướng sự thật này dụng ý vô cùng thâm sâu, khiến cho chúng ta từ trong đây mà thể hội. Đó là ác nghiệp tuyệt đối không thể tạo. Tạo tác ác nghiệp đã thành Phật rồi thì hiện thân Phật của Phật để độ chúng sanh vẫn còn chướng ngại, vẫn không thể làm được một việc điều như ý. Thích Ca Ni Phật năm xưa còn tại thế, bên ngoài có lục sư ngoại đạo, trong tăng đoàn thì có 6 nhóm tỳ kheo, ngày ngày đều ở đó nhiễu loạn, cũng không thể có được thật sự thanh tịnh. Nguyên nhân gì vậy? Là để thể hiện nghiệp nhân trong đời trước. Điều này chúng ta cần phải biết. Nhân không thể nào tiêu mất, chỉ cần vừa có cái tâm thì nhân nó liền tồn tại. Đến lúc vô tâm thì nhân không còn tồn tại nữa. Lúc nào khởi tâm động niệm thì cái nhân kia liền hiện tiền. Vật này nó giống như bóng theo hình, nó sẽ không tiêu diệt. Cho nên Phật mới khuyên chúng ta thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, niệm niệm phải tạo thiện nhân, đừng nên tạo ác nhân. Thiện nhân anh tương lai thì là làm Phật rồi, thì hiện thành Phật rồi, anh giáo hóa chúng sanh được thuận buồm xuôi gió, không có ai đến nhiễu loạn anh. Trên con đường tu hành có được nhiều thuận duyên. Vì sao? Vì anh thiện, tâm của anh thiện, hành của anh thiện, có được trợ duyên nhiều thì tự nhiên có nhiều người giúp anh. Những trợ duyên này đương nhiên những người phát tâm có thiện căn, đồng thời cũng được Phật lực gia trì. Đây là chúng ta thường nói chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần ủng hộ. Gặp phải lúc anh cần thì họ hiện tiền, lúc anh không cần đến họ sẽ chẳng hiện tiền. Nếu lúc không cần đến có rất nhiều tiền của đồ vật đều hiện tiền, ngũ dục lục trần thọ dụng đều hiện tiền, đó là gì? Là cảnh mà hiện tiền. Những thứ này hiện tiền là gì? Dụ phát cái tham sân si của anh. Lúc không có tiền thì tâm địa rất thanh tịnh,
tiền thì càng muốn tiền. Anh thử xem thế gian này, người càng có tiền càng không chịu bố thí. Hả, người nào thật sự làm việc bố thí, làm công đức, làm việc thiện đều là những người bằng cùng không tiền. Họ chịu bố thí, chịu tu phước. Người có tiền thì không chịu làm. Nghiệp duyên của mỗi cá nhân khác nhau, điểm này nhất định phải nên quan sát kỹ lưỡng. Thôi, hôm nay thời gian đã đến, xin kính chào chư vị đồng tu. A Di Đà Phật.